Trời gì vậy? Em sao vậy? Sao mới sàn nước xà bông không như nè? Chân nhớt vậy? Em sao vậy? Em sao mày thấy người ta té mày không đỏ? Bắt gì phải đỏ? Vậy mày làm đúng không? Tao làm hồi nào mày thấy bắt thấy bắt hay là làm không? Có mày với nó ở đây à, nó té mày không té thì mày làm với ai làm? Trong nhà xin không? Tao xảy thai cho vừa. Có sao không nè? Em chắc mắt con rồi đó. Mày nói gì vậy? Hỏi ai quan tâm cho mệt. Mày có nói gì vậy? Mày đừng mày có mà thích rồi làm bướng anh nghe. Đó là chuyện của tao. Rồi mày sao mày thấy nó té mày không đỡ? Mày thấy mày đỡ? Mày thấy nó có con với tao không? Kệ nó. Tao không thích đứa con trong bụng đó thì sao? Tại sao mày phải không thích? Thì tại tao không thích. Tao không thích tao mang máu mũ của mày đó. Mày vô lý lắm rồi đó. Mày vô lý kệ tao. Mày là người yêu tao chứ không phải má tao đâu. Mày làm gì vậy? Đó là chuyện của tao. Thấy mắc mệt quá vậy? Xà bông này hồi chiều không? Vậy tao biết tao là người yêu mày, mày đi lăn, mày đi ra ngoài, mày như vậy với người khác. Cái này là trước kia, người yêu cũ của tao. Nhưng mà bây giờ anh kêu lo cho nó rồi, mày tránh xa ra được không? Tại sao tao phải tránh xa, bây giờ nó mang máu mũ của tao rồi. Mày không nghĩ cho tao. Tại sao tao không nghĩ cho mày? Mày là cái thá gì tao không nghĩ cho mày? Mày nghĩ cho nó. Em, có sao không nè? Có sao không? Mày bớt nói nha. Hết nói gì đó. Mày hay thích quá vậy? Mày biết nó là con tao rồi mày còn thích như vậy hả? Tao con mày tao mới không thích đó. Tao nói là lần cuối. Mày nhìn đứa con, người yêu cũ mày đánh tao. Tao cấm mày đụng tới con tao. Tao thích đụng đó. Nó là máu mủ của tao mà. Nói chuyện của mày mà tao không thích. Mày có bị điếc không? Sao mày nói mày thương tao mà con tao mày không thương? Vậy có thương tao không? Mày không thương tao mất gì tao thương con mày. Vô lý vừa thôi nha. Tao rất là có lý thôi, cái chuyện này đương nhiên là có lý rồi. Vô lý là gì? Vô lý là mày á. Rồi mày làm cái chuyện con nít này ra để làm. Tao biết tao làm. Hồi chiều con cẩm nó rửa sạch rồi. Cái sàn này chỉ có mày với nó mày ở đây thôi. Mày giữ cho tao làm thì sao? Tao không làm thì sao? Mày dám mình thừa nhận không? Mày biết tao làm thì mày nói gì làm gì tao. Mày biết tao mà không? Láo. Em nó mà có chuyện gì á, tao không tha cho mày đâu. Em từ từ bình tĩnh nè. Bị gì cũng đáng. Không biết yên an phận. Mấy chị ơi. Mấy chị xuống giúp em đó mấy chị ơi. Mày vô mày kêu chị Tú chị tiền giùm tao coi. Tức thiệt á nghe. Em từ 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 từ. Bụng nó ra đi. Mày biết té nó là sao? Bụng nó ra đi. Cái gì nghi hết á. Muốn ra đi bán kem nổi đây không? Mày biết sao không? Rồi mày thấy con bị cái gì? Mày chọn thằng nước hả? Ừ. Ai làm chị gì mà chọn? Sao chị Ngân? Nó muộn quá. Sao? Có sao, sao? Ủa có chuyện gì vậy? Chị ơi. Im coi. Bị sao? Có đau rồi, đau rồi đâu? Trời ơi, nhỏ đang có thai mà tụi mày để nó gì vậy? Ẩm nó vô coi. Mày làm cho cái gì vậy? Cái gì đó nó luôn á. Mày không có làm gì. Không có làm gì xấu nó trật thế. Ai biết tao lỡ đi không cẩn thận té sao anh. Mày muốn phá cho tao đến khi nào nữa hả? Lấy đồ thai cho sao nó cảm ơn. Sao mà không ai hiểu cho tôi hết vậy? Lấy đồ thai cho nó. Tôi đã làm gì nó đâu. Tao có nói mày bao nhiêu lần rồi. Tránh xa người yêu của tao ra. Mày có tay không? Mày hiểu tiếng người không hả? Yêu không hả? Yêu không mà mang cốt nhục của tôi đó. Nuôi vợ người khác đó. Thấy có sướng không? Người đâu? Yêu mang cốt nhục của mày đúng không? Nhưng mà mày nghĩ lại xem.
nếu cần thiết bản thân của mình kém cỏi không? Trong bụng nó mang cái cốt nhục của mày, nhưng mà một người như mày nó vẫn chọn ở bên tao. Quê không? Vậy... Nó trai như mày. Vậy nói cho ông biết nè, nó đéo cần tôi á thì quen ông, không tìm nó tôi làm gì đâu. Ông chú à. Nói chuyện gì? Mày có thấy nực cười không? Chị có thấy ông quá đáng không? Mày có thấy nực cười không? Mày có thấy bản thân mày vẫn thấp kém hơn tao không? Mặc dù nó có bầu đi chăng nữa, con của mày đi chăng nữa, nhưng mà mày không cảm thấy tao đâu. Bây giờ hai mày hông thôi. Nó có con với mày nhưng mà nó không thèm chấp nhận mày, mày không cảm thấy xấu hổ, không cảm thấy nhục nhã hả? Tụi bay đứng đây cái lòng nó chết trong bây giờ kìa. Cái này hả? Làm gì cái làm sao bóng không vậy? Em không hề biết luôn á, em nghe tới tiếng nó té rồi em chạy ra đó. Trong nhà tôi ngừng làm cái gì vậy trời? Mày làm đúng không? Anh thấy em cái mắt, anh thấy em làm luôn đấy mà. Trong cái nhà này á, ngoài mày ra đéo quay hết nó cả. Con thì em không thích đứa con trong bụng của nó thôi. Thôi được rồi, bây giờ nó ăn đau bụng kìa, vô lo cho nó thôi. Mày đang nói cái gì? Mày có đang hiểu cái ngôn ngữ mày đang nói không? Mày có đang biết mày đang nói gì không? Câu trước tao hỏi mày thì mày kêu là mày chối, không phải mày đâu cần phải làm mấy chuyện này để hại cho tao cơ, mà không dùng cách khác bắt buộc. Sao mày cứ câu trước mày nói ra rồi câu sau mày tự vả thế hả em? Mày bị ảnh hưởng tâm lý hả? Mày bị thiểu năng trí tuệ hả? Rối loạn ngôn ngữ hả? Rồi tao thấy tụi bay cũng chưa tốt nữa, một đứa thì giành giật, một đứa thì lén lút sau lưng, mà trong khi nhỏ đang bị vậy mà tụi bay đứng đây cãi nhau là sao vậy? Còn em nữa, em giữ người yêu em đi, mắc gì em phải theo kính chuyện con ăn hoài, chị biết chuyện này là em làm luôn á. Tại sao vậy? Có cần phải ác đến gì không? Con nhỏ đang mang thai đó. Coi lại người yêu mình đi, đúng là nòi nào út nhung nấy mà. Mình không tốt, mình quen người không tốt, hiểu chưa? Tao cảnh cáo với cả hai đứa mày thêm một lần cuối cùng, tránh xa người yêu của tao ra. Đừng bao giờ đụng chạm vào nó. Đừng để tao thấy một lần nào nữa tụi mày dính dáng đến nó nữa. Mày nghe chưa? Đứa nhỏ đâu mà lo. Mày cảm thấy đau nhiều không? Vậy mày nhìn thấy đáng. Chỉnh ra coi em. Đáng mẹ mày á, nói hoài vậy. Ông chỉnh ra coi, đây con tôi mà, để tôi lo. Không cần có ông lo đâu. Ủa không cần gì mày kêu tao xuống, mày có xuống làm cái gì? Em không có nói chị, nói người ta đây nè. Sao mày gọi ông hiện tại mày là cái gì của nó? Trong khi đó thằng kém là bồ cũng ngăn mà. Nhưng mà nó mang cốt nhục của em. Sao mày biết cốt nhục của mày? Mày đi ra coi, buông ra coi. Mày ăn kem ở đây thấy hả? Ken là cái gì? Ken là cái gì dữ vậy? Sao lúc nào cũng ken hết vậy? Mày bị ngáp hay ken người yêu nó á, mày tiếc. Mày quên không? Mày im ra coi. Lúc nào mày còn giành giật gì? Lỡ nó có bị cái gì rồi sao? Em không có giành giật. Cái gì của em á thì mãi mãi là của em, đừng hòng giành. Cái gì mà lấy của em đi á cũng phải trả lại cho em. Mày đem đi ra kìa. Tôi cãi lộn lắm, trời ơi, tôi sắp chết rồi mà sao mà cãi lộn mày vậy? Thôi mà. Không sao đâu, té nhẹ à. Tại sao mới buông? Mấy người đều quay lại. Buông ra. Mày buông ra chưa? Mày đi ra. Ông chưa tỉnh được hả? Nó là người yêu của tôi, nó có bầu của tôi. Sớm muộn gì nó cũng về bên tôi thôi. Ông chỉ là một cái bức bình phong để mà nó lôi tiền, nó kiếm tiền thôi. Ông chưa biết mà nó chỉ là lợi dụng ông thôi. Có nói gì nữa được không? Nó đang nào, mày đừng có nói nữa coi. Có gì ở đây? Ông nghĩ nó có tình cảm thiệt với ông hả? No! Nó là người yêu của tôi, là người của tôi từ đầu tới cuối. Khi mà nó bước vô nhà này, nó cũng đều là của tôi. Okay. Bớt nói là được không? Nó đang đau. Chết hay gì rồi nó hoài vậy? Đừng bao giờ mà nhìn vui giúp ánh mắt như vậy. Thứ của tôi đó cũng sẽ thuộc của tôi thôi. Nói đủ chưa? Bao nhiêu là đủ với ông hả chị? Suốt ngày ông cứ hóng hách. Ông nghĩ tiền ổng là tất cả hả? Ông có tiền là ông có tất cả không?
Tiền á đâu có mua được hạnh phúc đâu anh. Nó chỉ trao cho anh được cái thể xác thôi. Còn cái tâm hồn á luôn ở đây nè. Từ đầu nó ở đây nè. Anh thử anh dung tiền ra coi, có mua được hạnh phúc không? Có mua được tình yêu của nó không? Sao nói bao nhiêu á cũng không đủ với anh hết trơn á. Đúng là người giàu trong đầu chỉ có tiền, tiền, tiền. Lúc nào tiền cũng mua được cái gì? Hả? Tiền mua được cái gì? Tiền á, có thể không mua được hạnh phúc. Nhưng á, cái cuộc sống của mày á, thì không có tiền cũng đéo bao giờ duy trì được hạnh phúc đâu. Hiểu không? Con ngạc biết là có duy trì được hay không. Không, bình thường. Ông đã có người thương chưa? Mày dám mày lo cho nó. Hả? Cần mày lo với thân mày còn chưa xong. Hả? Dám lo được không? Đến cái bản thân mày còn đi làm thuê. Bây giờ mày lấy nó hả? Mày lo cho nó hả? Nó đi làm gì? Kêu đi làm ô xin nha. Ô xin thôi nhưng mà cho vợ mày, cho con mày, cho đi làm ô xin chú này à. Cả gia đình ô xin hả? Tôi có bắt nó đi làm ô xin hay là đi làm cái gì á, cũng không bao giờ mà đưa tiền ra để mua hạnh phúc của nó. Thế thì bây giờ mày hỏi nó đi xem nó cần cái gì. Bây giờ mày hỏi nó đi xem nó cần mày hay cần tao. Mày hỏi nó đi. Nói đừng nói nữa, nó đang đau bụng nè. Mày hỏi nó đi. Cũng chấp. Mày hỏi nó là mày biết rõ là ai là người thua cuộc à? Ừ, con nói nó tự đau lắm rồi, đừng có nói tư cái gì đó, anh đi ra đi. Tôi đừng có giải té nè. Đi ra, tôi đau. Nó không có cần mày. Đi ra đi. Buông ra nè. Chỉnh ra coi. Dừng tay nghe ra. Mày thấy nó có cần mày không? Hả? Mày thấy nó có cần mày không? Có cần hay không á thì nó cũng đang mang con của tôi. Mang con của mày nhưng mà nó lại không cần mày. Nó không cần tôi nhưng tôi cần nó. Mày cần nó nhưng mà nó không cần mày. Mày bị điên à? Chứ nó đâu có cần nó. Em không cần anh không? Được rồi. Nó có trả lời anh không? Đem tiền dục ra mặt, dục vô mặt nó. Mày thấy không? Nó nói có. Em không cần làm với không? Nghe chú không? Bây giờ mình đã thấy đồng tiền nó giá trị chưa? Tôi giận người khác hạnh phúc không? Hạnh phúc? Hạnh phúc hay không được do tao mà. Tao hạnh phúc hay là không hạnh phúc mà tao cần mày quản hả? Tao như thế nào tao cũng cần mày quản. Nghĩa sao mày đau khổ? Không biết đau khổ hay chưa chứ không gà là có người đó người khóc nhiều rồi đó. Khóc cái thai này á là của tôi. Gán mà nuôi cho lớn lên. Rồi nó cũng sẽ phục về tôi. Tôi giàu nha ông chú. Giàu quá để tiền làm cái gì? Làm cái gì vậy? Thôi. Cái gì vậy? Sao mày làm gì mày sơn chứ hả? Cái sao cái tay nó đang bị luôn mà làm gì vậy? Đó là chuyện của ổng không liên quan tới em. Đi lên phòng em. Mày đợi thằng coi. Ôi trời ơi. Mày tìm ra chưa? Mua hai. Hai đứa mày nha. Được chưa? Hả? Hai mày làm khó em còn đủ chưa ạ? Thằng thua cuộc. Má. Được rồi. Cái gì vậy? Đừng gọi chứ không. Đi ra coi. Chị không theo quá đáng với em mà chị còn như vậy nữa. Hai